Big Sale, Big Sale, đại hạ giá kỷ niệm 14 năm thành lập của siêu thị Mỹ Thuận. Dù trong thời gian khó khăn về bệnh dịch, nhưng siêu thị Mỹ Thuận vẫn hết sức cố gắng để đáp lại sự ủng hộ của quý khách. Nhân dịp 14 năm thành lập, kể từ ngày 18 tháng 7 đến 31 tháng 7, siêu thị Mỹ Thuận có rất nhiều mặt hàng sale đại hạ giá cùng quà tặng và coupon rất giá trị. Kính mời quý khách đến siêu thị Mỹ Thuận để xem list hàng sale. Xin khách hàng vui lòng mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Một lần nữa, siêu thị Mỹ Thuận chân thành cảm ơn và mong được phục vụ quý khách. Siêu thị Mỹ Thuận kính mời!